Chào đón các em đã đến với bài học luyện tập trung trang 149 sách giáo khoa toán 4. Qua bài học này thì các em sẽ được ôn tập cách viết tỉ số của hai số, rèn kỹ năng giải bài toán tìm hai số khi biết tổng của hai số đó. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện bài 1, viết tỉ số của A và B biết. Ở phần A, A bằng 3, B bằng 4. Vậy thì chúng ta đã được học rồi, chúng ta sẽ lấy A chia B, tức là lấy 3 chia 4 hay 3 phần 4. Vậy ta biết được tỉ số ở phần A là 3 phần 4. Tương tự như vậy, các bạn cũng sẽ viết được các tỉ số ở phần còn lại. Và các bạn chú ý này, nếu mà có kèm theo đơn vị và khi đã cùng một đơn vị rồi thì chúng ta vẫn viết tỉ số như bình thường, không có ảnh hưởng gì cả. Bài 2, viết số thích hợp vào ô trống. Ở đây chúng ta có một bảng có dòng tổng hai số, tỉ số của hai số, số bé, số lớn. Và chúng ta đã biết tổng hai số và tỉ số của hai số rồi, dễ dàng các bạn có thể tìm ra được số bé và số lớn như những gì các bạn đã học. Với tổng hai số là 72, tỉ số là 1/5 thì các bạn có thể tìm ra số bé là 12, số lớn là 60. Tương tự như vậy, đây là số bé và số lớn của những tổng và tỉ số còn lại. Mời các bạn quan sát kết quả. Thực hiện xong, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp bài 3. Hai số có tổng bằng 1080, tìm hai số đó, biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai. Vậy chúng ta có bài giải như sau: gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai, nên số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai. Ta có sơ đồ, số thứ nhất 1 phần, số thứ hai 7 phần. Tổng của hai số là 1080. Chúng ta sẽ đi tìm hai số này. Vậy thì dựa vào sơ đồ, ta tìm được tổng số phần bằng nhau là 1 cộng 7 bằng 8 phần. Số thứ nhất là lấy 1080 chia 8 bằng 135. Số thứ hai là lấy tổng trừ đi số thứ nhất, tìm ra được kết quả là bằng 945. Vậy ta có đáp số, số thứ nhất là 135, số thứ hai là 945. Tiếp theo bài 4. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó. Theo bài ra, ta sẽ có sơ đồ, chiều rộng 2 phần, chiều dài 3 phần như thế. Vì có nửa chu vi là 125m, vậy thì tổng của chiều rộng và chiều dài cũng chính bằng 125m. Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là 2 cộng 3 bằng 5 phần. Chiều rộng hình chữ nhật là lấy 125 chia 5 nhân 2 thì tìm ra được kết quả bằng 50m. Biết chiều rộng rồi, dễ dàng chúng ta sẽ tìm ra được chiều dài hình chữ nhật là lấy 125 trừ 50 bằng 75m. Vậy ta có đáp số chiều rộng 50m, chiều dài 75m. Bài 5, một hình chữ nhật có chu vi là 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó. Vậy, nửa chu vi hình chữ nhật là chúng ta sẽ lấy 64 chia 2 bằng 32m. Vì chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân 2, cho nên chúng ta cần phải tìm nửa chu vi của hình chữ nhật để biết được tổng chiều rộng và chiều dài là bao nhiêu. Vậy sau khi biết tổng là 32m và chúng ta biết là chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m, vậy các bạn có thể tìm được chiều dài hình chữ nhật bằng cách lấy 32 cộng 8 tất cả chia 2 thì bằng 20m. Vì sao các bạn lại lấy 32 cộng 8? Vì các bạn thấy này, nếu chiều rộng dài thêm 8m nữa thì sẽ bằng chiều dài, có đúng không? Cho nên chúng ta sẽ lấy 32 cộng 8 rồi chúng ta chia cho 2 để tìm ra được chiều dài. Và khi đã biết chiều dài rồi, các bạn dễ dàng tìm ra được chiều rộng của hình chữ nhật là lấy 20 trừ 8 bằng 12m, đáp số chiều dài 20m, chiều rộng 12m.
Thực hiện xong rồi, các bạn hãy mở iBook ra để cùng cô luyện tập thực hành nhiều hơn những kiến thức trong bài luyện tập trung ngày hôm nay. Hãy mở iBook vở bài tập bản 4 tập 2 để cùng cô luyện tập thực hành bài 141 luyện tập trung. Đầu tiên chúng ta sẽ làm bài 1. 1. Viết tỉ số vào ô trống. Để làm bài, các em hãy nhấn chuột vào nút học sinh làm bài. Vậy thì A là 3, B là 8. Tỉ số của A và B sẽ là 3 chia 8. Tỉ số của B và A sẽ là 8 chia 3. Tương tự như vậy, các bạn sẽ viết được tỉ số vào những ô trống còn lại. Nếu có kèm theo đơn vị, các bạn vẫn viết như bình thường. Và làm bài xong, nhớ kiểm tra bài làm của mình. Sau đó, làm tiếp bài 2. 2. Hai túi gạo cân nặng 54 kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng 4/5 túi thứ hai. Hỏi mỗi túi gạo cân nặng bao nhiêu kg? Để tính được là mỗi túi gạo cân nặng bao nhiêu kg, các bạn chú ý, chúng ta đã biết tổng số cân nặng của hai túi gạo là 54 kg, và tỉ số giữa túi thứ nhất và túi thứ hai là 4/5. Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Dễ dàng chúng ta sẽ thực hiện được bài toán này. Nhấn vào nút học sinh làm bài, thực hiện dạng bài toán như cô vừa hướng dẫn. Làm bài xong nhớ kiểm tra bài làm của mình, rồi tiếp tục làm bài 3. 3. Viết số thích hợp vào ô trống. Để làm bài, các em hãy nhấn chuột vào nút học sinh làm bài. Với tổng là 360, tỉ số là 1 và 7. Các bạn có thể tìm được số thứ nhất và số thứ hai bằng cách tìm số phần bằng nhau. Với 1 cộng 7 bằng 8. Vậy lấy 360 chia 8 và nhân với 1, các bạn sẽ tìm được số thứ nhất là 45. Sau đó lấy 360 trừ 45, tìm ra được số thứ hai là 315. Tương tự như vậy, các bạn sẽ làm được bài 3. Làm bài xong nhớ kiểm tra bài làm của mình, rồi tiếp tục làm bài 4. 4. Hình vuông có cạnh 3m, hình chữ nhật có chiều rộng 3m và chiều dài 5m. Tìm tỉ số của diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật. Muốn tìm được tỉ số của diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật, chúng ta hãy đi tìm diện tích của từng hình. Khi đã biết được diện tích rồi, dễ dàng chúng ta sẽ biết được tỉ số của hai hình này. Nhấn vào nút học sinh làm bài, thực hiện dạng bài toán như cô vừa hướng dẫn. Làm bài xong nhớ kiểm tra bài làm của mình. Thực hiện chưa đúng, các em có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện tốt hơn. Cô tin chắc rằng các bạn sẽ làm rất tốt những bài tập này. Như vậy là chúng ta lại được tìm hiểu thêm những kiến thức toán học bổ ích nữa rồi. Các em nhớ luyện tập thực hành nhiều hơn trên iBook để học tập tốt hơn. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp các em ở những bài học lần sau.